Hello các anh em, chào mừng các anh em đã quay lại với kênh YouTube của mình nha bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt ở địa chỉ này thì là bên cửa hàng Long Thành Đạt ở bên Phan Văn Trị nha các anh em. Thì trong đây là bạn, trong đây là kho của bên Long Thành Đạt các bạn. Thì lý do hôm nay là buổi trưa thì mình cũng đang làm việc, nhưng mà hôm nay tại vì anh cửa hàng, anh Hà bên cửa hàng á, nói là bên cửa hàng Long Thành Đạt họ về mới về một cái con siêu phẩm cực khủng nha các bạn. Rất là khủng ha. Đó thì mình cũng đang làm việc nhưng mà mình tranh thủ trưa mình chạy qua để quay một cái clip nhỏ cho các anh em coi ha. Đó thì cái con xe siêu khủng mà bên cửa hàng Long Thành Đạt họ mới về là con xe nào thì các anh em cùng đi theo mình để vô coi nha các anh em. Đó, đây là kho của bên Long Thành Đạt nè các bạn. Chúng ta cùng đi vô nha các anh em. Rồi, con xe khủng nào đây? Con xe nào đây ha? Rồi. Xe khủng nằm đằng kia nhưng mà các anh em nhìn ở đây nè, đây cũng là xe khủng nè các bạn. Đó thì R1 2020 nha các anh em. Đó thì bên Long Thành Đạt họ về R1 cũng 1-2 lô rồi. Thì vừa rồi cách đây vài tháng mình cũng qua, cũng quay một chiếc R1 luôn ở ngay tại vị trí này luôn. Đó thì ở nay mình thấy Long Thành Đạt họ về 1 2 3 4 5 6 7 con R1 nha các bạn. Trong đó có 5 con 2 4 6 7, đúng rồi. Trong đó có 5 con màu xanh và 2 con màu đen nha các anh em. Đó, anh em chờ đợi gì nữa hãy mau quẹo lựa đi các bạn. Ha, Tết tới rồi, là một con đi chơi Tết. Mà quan trọng hơn là hôm nay mình tới đây không phải bởi vì cái mẫu mà R1 này các bạn. Đó, R1 2020 thì cũng có nhiều anh em sở hữu rồi, nhiều anh em biết rồi ha. Clip về nó cũng nhiều nhưng mà mình tới đây lý do chính á là bởi vì con này nè các bạn. Đây chính là siêu quái thú đây các bạn, hàng khủng mà bên Long Thành Đạt họ mới nhập về đây các anh em. Đó, xin giới thiệu các bạn, đây là siêu phẩm Yamaha R1M nha các bạn. Đó, đây mới là siêu phẩm, mới là ngôi sao sáng của chương trình ngày hôm nay ha các bạn. Đó thì một anh bên kỹ thuật bên Long Thành Đạt anh đang gắn cái bình. Đó, những con xe này mình nói thiệt là mình chưa bao giờ nhìn thấy nó chạy ngoài đường các bạn. Có nhiều anh em chơi xe R1 thì có thể biết, hoặc là Việt Nam thì mình cũng biết là có một vài con, nhưng mà bản thân mình nó là không biết các anh em sao, nhưng bản thân mình là chưa thấy cái con R1M này chạy ngoài đường lần nào các bạn. Nó chỉ coi clip thôi, mà như là ở trên clip trên YouTube cũng về con này ở Việt Nam mình cũng ít nha các bạn. Đó thì hôm nay đó là lý do vì sao mà anh kêu là ở bên cửa hàng họ mới về con này, thì mình tức chạy qua để quay liền một cái clip để chia sẻ về cái dung nhan diện mạo của em nói cho các anh em coi nha. Thứ nhất là để đá con mắt mình đó các bạn, để mình rửa mắt đó ha. Hôm nay là buổi đi rửa mắt đi. Đó, rửa mắt với một cái người đẹp, một cái con siêu quái thú như vậy ha. Con này xe mới thành ra mình sẽ không có để nổi được nha các bạn. Đó thì xe là của cửa hàng mà. Đó, nói chung là được nhìn, được ngắm, được sờ mó này kia cái là đã thấy ghiền rồi nha các anh em. Đó thì anh kỹ thuật anh đang lắp lại cái yên xíu nha các bạn. Đó, mình cho các bạn coi xíu nè. Đây, anh đang lắp nha các bạn. Đó. Rồi, trước khi mà mình bật đồng hồ cho các anh em coi thì mình đi một vòng con xe này cho các bạn coi về cái ngoại hình nha các anh em. R1M gọi là cái phiên bản hiệu năng, phiên bản giống như là đặc biệt giới hạn của mấy dòng xe, ví dụ như là Honda thì có bản SP. Đó, còn Yamaha thì nó có bản, đối với cái dòng R1 này thì nó có cái phiên bản R1M nha các bạn. Đó thì mỗi khi mà Yamaha R1 ra phiên bản mới thì thường nó sẽ có một cái phiên bản này luôn, giờ R1M nha các anh em. Đó thì các anh em nhìn thấy nè. Đó, tiền ở đây các bạn, R1M nha các bạn. Đó. Thì đối với những cái phiên bản mà giới hạn như vậy á thì thường là nó sẽ có chỉ sản xuất một cái số lượng giới hạn thôi nha các anh em. Đó thì con này ở đây nè các bạn. R1M này á, cái giới hạn sản xuất của nó chỉ là 500 chiếc trên một năm thôi nha các anh em. Đó thì đây là bản 2020 đây. Đó thì ở cái chiếc mà bên Long Thành Đạt họ về chỉ có một con này là bản M thôi nha các bạn. Đó, còn lại là nguyên một dàn đó là bản thường ha, R1 bản thường. Đó. Thì con R1M này có cái số thứ tự là 0858 nha các anh em. Số này mình thấy khá là đẹp nè. Những con xe mà bản giới hạn này kia mình rất là thích cái số ký hiệu này các bạn, cái số thứ tự nằm trên thân xe ha. Đó, nó làm cho chúng ta gọi là duy nhất sở hữu một con xe mà nó giống như vậy về tất cả mọi thứ nha các bạn. Đó. Ai mà sở hữu là giống kiểu là đặc quyền, rất là độc, duy nhất là chỉ có mình ta có con xe này thôi đó. 0858 nha các bạn, R1M. Con này là 0858 ha, số 0858 cũng khá là đẹp nha các bạn. Đó, mình đi một vòng cho bạn coi nha. Nói chung con xe nhìn rất khủng các bạn ơi, nhìn rất là đẹp ha. Đó. Rồi những cái chi tiết mà khác biệt giữa con R1M với lại R1 bản thường thì các anh em chắc cũng biết rồi ha, đó là cái dàn quay nè. Đó, thì cái dàn quay là các bạn thấy rất là nhiều cái chi tiết bằng carbon ở đây nè, nó nguyên cái dàn quay phía trước luôn nha các anh em.
xuống tận dưới này là carbon nè, đó carbon đó. Rồi ra đến đằng trước thì các anh em cũng thấy cái chắn bùn này cũng carbon ha. Rồi cái phần đằng trước này nè các bạn, nó cũng carbon nè, sờ carbon vô nó khác hẳn các bạn ơi. Đó, carbon luôn nha các bạn. Đó. Ha, đây, đây thì cái phần hút gió này đằng sau nó cũng bằng carbon luôn nha các anh em, yên solo. Đó, cái phần che yên này cũng bằng carbon luôn nè, đó. Rồi, mình đi tiếp về cái điểm khác biệt giữa con R1M này với lại con R1 bên này. Thì đó là gì các bạn? Thì đó là cái cặp phuộc nha các bạn. Thì những cái bản mà đặc biệt giới hạn hoặc là SP này kia hoặc là M giống như con này á, là thường các anh em biết rồi, lúc nào nó cũng sẽ được trang bị cái phuộc O-Link nha các bạn. Thì con R1M này cũng được trang bị phuộc O-Link nè. Đó, sáng bóng ha, màu vàng, ti phuộc màu vàng sáng bóng luôn. Phuộc này là phuộc điện nha các bạn, phuộc O-Link điện ha. Chỉnh điện á. Đó, các bạn thấy trên này nè. Phuộc O-Link chỉnh điện rất là đẹp các bạn ơi. Đó, hai bên phuộc rất là sáng bóng ha. Đó, màu vàng nha các anh em. Đó, và trước sau là đều là O-Link hết nha các bạn. Còn cái tên của cái phiên bản phuộc này là cái gì thì các anh em tìm hiểu thêm trên mạng nha. Mình chỉ biết thấy O-Link là thấy một đống tiền rồi. Cứ ngồi trên O-Link là thấy ngồi trên một đống tiền rồi nha các bạn. Đó. Phuộc O-Link ha. Trước sau hết nha các bạn. Về một vài cái đặc điểm ngoại hình như vậy thì con xe này nó hình như cái chi tiết máy móc bên trong các bạn, một vài cái chi tiết máy móc bên trong nó làm bằng titan. Nó làm cho cục máy nó nhẹ hơn ha, tổng quan con xe nó sẽ nhẹ hơn. Và như mấy cái chi tiết lốc máy này nè các bạn. Lốc máy này như nó là ma dê nha các anh em. Thêm nữa là cái phần khung phụ này nè các bạn. Cái phần khung phụ đằng sau này nè. Đó, cái chi tiết khung phụ đằng sau này với lại hình như cái cặp mâm này của nó các bạn. Cái cặp mâm của nó cũng là bằng hợp kim ma dê nha các anh em. Đó ha. Chi tiết gọi là mang những công nghệ, con xe mang những công nghệ, những trang bị rất là đáng tiền nha các anh em. Đó, làm nên giá trị thương hiệu của mấy con R1 này. R1 Việt Nam đã hiếm, là đã là ước mơ biết bao nhiêu người rồi, nhưng mà R1M thì là còn hiếm hơn rất là nhiều lần nha các bạn. Đó, không biết mình có cơ hội nhìn thấy em nó chạy ngoài đường một lần nào không. Đó, tại vì nó hiếm quá. Ở đây thì các bạn thấy là đằng sau cái điểm khác biệt nữa với cái bản R1 bản thường với lại R1 bản M, đó là cái cặp gấp sau nha các anh em. Đó, thì cái cặp gấp sau của thằng R1M nó là bằng hợp kim ma dê nha, nhìn rất là sáng bóng, rất là đẹp ha các anh em. Đó, cho các bạn coi từng chi tiết ha, rất là sáng bóng, những cái chi tiết mà hàn này kia mối nối này các bạn. Đó, hợp kim ma dê nha, nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Wow. À. R1M nha các bạn. Các bạn cho các bạn coi nhìn cái phần bàn thờ này ha, rất là hành tráng ha. Ở bản R1 thường thì nó là phuộc cũng chỉnh được nha các bạn, phuộc cây YB cũng chỉnh được nhưng không phải là chỉnh bằng điện ha. Phiên bản R1M này thì nó chỉnh bằng điện. Rồi tiếp một quan trọng nhất là mình sẽ cho các anh em coi mặt đồng hồ ha. Mặt đồng hồ của con này thì nó cũng giống như là mặt đồng hồ của chiếc R1 bản thường nha các anh em, không khác nhau ha. Đó. Rồi khi em ấy lên đèn nha các bạn. Đó. Chi tiết cặp mắt đèn đề mi phía trước này khá là đẹp ha, rất là đẹp các bạn. Rồi đây là đèn sau nha các bạn, đèn hậu này, cái chi tiết đèn thì nó giống với các bạn bản thường thôi. Đó. Tiếc là tại vì xe mới thành ra mình không có đề máy nổ được cho các anh em coi ha. Nó thì chỉ có thể làm clip nhỏ chia sẻ về ngoại hình của em nó nè. Rồi nó một vài cái điểm đặc biệt như vậy thôi các bạn. Rồi cuối cùng thì mình cũng đã thỏa được cái niềm đam mê của mình rồi các bạn. Niềm đam mê, một trong những cái ước muốn của mình đó là nhìn thấy một con R1M bằng mắt thường ha. Được rờ mó nó như thế này các bạn. Và được làm clip cho các anh em, chia sẻ cho các anh em. Đó thì nói chung là cảm giác rất là choáng ngợp các bạn ơi, lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy nhiều cái xe R1 như thế này. R1 là một trong những siêu phẩm mà nhiều khi nhìn thấy được một con đã khó, nhưng mà nhìn thấy một đống R1 gọi là 8 chiếc R1 như này thì quả là một cái niềm gọi là giấc mơ trở thành sự thật nha các bạn. Mình cảm giác như là mình là một người rất là may mắn nha các bạn. Nó không những được sờ mó, được ngắm nhìn một con mà được ngắm nhìn tới 8 con R1 2020 mới nhất. Và quan trọng nhất là được sờ mó em nó R1M ha các bạn. Nó siêu phẩm nha các anh em. Đó, siêu phẩm cá chê R1. Nói chung là tới đây là cũng mặc dù là sắp tới giờ phải làm rồi, nhưng mà gọi là không lỡ rời xa căn phòng này, không lỡ rời ra xa những siêu phẩm này nha các anh em. Nhưng mà cuối cùng thì cũng phải quay lại thực tế là mình còn có công việc nữa. Nó cũng phải cố gắng phấn đấu mua Vietlott để có hy vọng một ngày nào đó được quay trở lại bên cửa hàng để mà hốt một con nha các anh em. Đó thì
R1M thì mình không biết là có phải là có khách đặt hay không nha các bạn. Ở nhưng mà R1 mà tức là đã có người đặt mua rồi, cửa hàng đặt về không, hoặc là con xe này họ họ vẫn còn chưa có người mua, thì để lát nữa mình hỏi rồi mình có gì cập nhật với các anh em. Nhưng mà phiên bản R1 thường á là giá bán này kia cho các anh em cũng biết rồi ha, 700 khoảng tầm 770 triệu. Theo mình biết á là ra lý tờ là tầm khoảng 770 triệu nha các anh em. Ông nguyên vàng R1 sau các anh em thích con nào tới lựa đi anh em. Thích con nào tới lựa đi ha. Đó. Rồi. À, các anh em có nhu cầu tham khảo về mấy cái dòng xe mà phân khối lớn, hàng hiếm, hàng độc như này á, thì có thể liên lạc bên cửa hàng Lâm Thành Đạt nha các bạn. Đó, rồi cảm ơn các anh em đã theo dõi clip của mình. Nó clip mình đơn giản như thôi các anh em.